Mẹ nói một con cãi 10, nhưng có điều cãi hết buổi vẫn chưa hiểu bé nói gì. Ngủ cho, nhanh lên. Cãi gì đấy? Con cãi gì mẹ không hiểu? Thế bây giờ con có nằm xuống đi ngủ không? Con nằm xuống đi ngủ nhanh lên. Đi ngủ. Đi ngủ hay cãi nhau tay đôi với mẹ? Thế con đi ngủ đi, xong rồi chiều dậy mẹ bảo ba cho con đi chơi nhá. Ừ, thế con đi ngủ rồi chiều mẹ bảo ba cho con đi chơi nhá. Ừ. Thế con đi ngủ đi, nằm xuống đi ngủ đi. Ai đấy? Các bạn có hiểu bé nói gì không chứ mình thì xoắn nào rồi đấy.